chị ạ. Chị Ngọc Trinh xin chào ạ, chị Trúc My em xin chào chị nhá, chị Dung Kim Võ xin chào, chị Võ Thị Sương xin chào ạ. Rồi các chị ơi, những chị đang xem livestream của xoay em thì chấm bài cho em và chia sẻ cho em và các hội nhóm được không ạ? Đủ mốc 100 người xem đầu tiên thì em sẽ bắt đầu xả toàn bộ áo Gucci của em hôm nay với giá bán là 18k trong một chiếc áo này các chị nhá. Chị Trúc My em thấy comment của chị rồi ạ. Rồi những chị nào đang xem livestream của bên em thì chấm bài cho em và chia sẻ các hội nhóm cho em được không ạ? Chị Nguyễn Thị Nga xin chào nhá, chị Trần Tình cũng xin chào chị luôn ạ. Các chị chia sẻ các hội nhóm cho em đúng không ạ? Đủ mốc 100 người xem đầu tiên thì em sẽ bắt đầu xả toàn bộ áo Gucci của bên em hôm nay với giá bán là 18k một chiếc áo được không ạ? Ok ạ, chị Thúy Hoàng xin chào ạ, chị Khánh Trịnh xin chào ạ. Chị Thanh Hu xin chào nhá. Chị No, chị Naomi Hương xin chào ạ. Rồi các chị chia sẻ các hội nhóm cho em đúng không ạ? Chia sẻ các hội nhóm cho em nhé. Đủ mốc 100 người xem đầu tiên thì em sẽ bắt đầu xả toàn bộ áo Gucci của em hôm nay với giá bán là 18k một chiếc áo được không ạ? Các chị ơi, các chị đang xem livestream của em thì các chị có thấy cái wifi của em bị mờ hoặc là như thế nào không ạ? Nếu bị mờ thì các chị hãy bảo em để em báo chỉnh lại cái wifi của em nhé. Chị Cố Quên Một Người xin chào ạ, chị Thắm Bông xin chào ạ. Các chị đang xem livestream của em thì có thấy wifi bị mờ không ạ? À? Không phải cái lượng người xem nó kiểu như đứng đi một chỗ nó không bị nhảy ở tụt ấy. Livestream của em thì có thấy wifi của em bị mờ không ạ? Hoặc là như thế nào không ạ? Ở đây cái này nó không lên chính xác rồi. Đứng yên một chỗ ấy. Hơi mờ đúng không chị? Hơi mờ chị ạ, à? Hơi mờ đúng không ạ? Rồi các chị ơi, chia sẻ cho em mốc 100 người xem đầu tiên thì em sẽ bắt đầu xả toàn bộ áo Gucci của bên em hôm nay với giá bán là 18k một chiếc áo được không ạ? 18k chị nhá. Ok chị Thúy Hiền, cảm ơn chị ạ. Chị Thiên Thùy xin chào ạ. Rồi các chị ơi, chia sẻ các hội nhóm cho em đúng không ạ? Các chị chia sẻ các hội nhóm cho em luôn được không ạ? À, đủ mốc 100 người xem đầu tiên thì em sẽ bắt đầu xả toàn bộ áo Gucci của bên em hôm nay với giá bán là 18k một chiếc áo Gucci các chị nhá. Không mờ, ok cảm ơn chị. Chị Mẹ Kubi xin chào ạ, chị Nga Trần em xin chào chị ạ, chị Hoa Mê Vinh xin chào, chị Mỹ Trần xin chào ạ. Các chị ơi, chia sẻ các hội nhóm cho em đúng không ạ? Đủ mốc 100 người xem đầu tiên thì em sẽ bắt đầu xả toàn bộ áo Gucci của bên em hôm nay với giá bán là 18k một chiếc áo Gucci các chị nhá. Rồi, chia sẻ các hội nhóm cho em ạ. Chị Thanh Hiếu xin chào ạ, chị Lô Mi Hoàng cảm ơn chị. Chị Võ Thị Sương, ok chị nhá. Rồi các chị ơi, chia sẻ với các hội nhóm cho em đi ạ. Đủ mốc 100 người xem đầu tiên thì em sẽ bắt đầu xả toàn bộ áo Gucci của bên em hôm nay với giá bán là 18k một chiếc áo Gucci rất là đẹp luôn. Áo Gucci của bên em hôm nay thì có rất là nhiều màu luôn này. Màu rêu, màu đen này, màu cam đất này, màu đỏ, màu da, màu vàng các chị nhá. Với giá bán của em là 18k khi đủ mốc người xem 100 người xem đầu tiên đúng không ạ? Chị Đoàn Thị Yến Nhi xin chào, chị Hương Cherry xin chào nhá. Ok chị Phạm Nhung cảm ơn chị. Rồi chia sẻ các hội nhóm cho em đúng không ạ? Các chị ơi, chia sẻ các hội nhóm cho em nhé. Đủ mốc 100 người xem đầu tiên em bắt đầu xả toàn bộ áo Gucci của em hôm nay với giá bán 18k đúng không ạ? Chị Lê Văn Hiếu xin chào, chị Dung Cao xin chào nhé. Chị Thảo Nguyễn xin chào ạ. Ok, chị Thủy Nguyễn này, chị Nga Trần ok cảm ơn chị. Các chị hãy chia sẻ các hội nhóm cho em luôn nhé. Khi nào đủ mốc 100 người xem đầu tiên em mới bắt đầu xả được với giá bán là 18k đúng không ạ? Chị Diễm Kiều xin chào nhé. Chị gì đấy ạ? Chị Phan Anh Thi xin chào. Rồi chị An An chia sẻ cho em nhé. Chị Nga Đặng Thị Nga cảm ơn chị, xin chào này. Màu của em đang mặc hiện tại của em là màu cam đất, còn đây là màu rêu nhé, màu rêu rất là sang luôn ạ. Các chị ơi, các chị hãy chia sẻ các hội nhóm cho em đúng không ạ? Chia sẻ các hội nhóm cho em, đủ mốc 100 người xem đầu tiên em mới bắt đầu xả toàn bộ áo Gucci của bên em hôm nay với giá bán là 18k một chiếc áo Gucci các chị nhá. Áo Gucci bên em rất là đẹp luôn và bên em có đủ size từ 40 cân cho tới 65kg của chiếc áo này, bên em có đủ size đúng không ạ? Từ 40 cân cho tới 65kg ạ.
chị Thúy Hồng xin chào nhá. Rồi ạ, chị Thanh Thúy em thấy comment của chị rồi, chị Diễm Hà thấy comment rồi chị nhá. Ok, chị Hoa Tuyết cảm ơn chị, xin chào ạ. Chị Huyện Ngộ xin chào này. Rồi các chị ơi, chia sẻ các hội nhóm cho em đi ạ. Đủ mốc 100 người xem đầu tiên, em mới bắt đầu xả toàn bộ áo Gucci của bọn em hôm nay với giá bán 18k một chiếc áo Gucci đúng không ạ? Hơi mờ đúng không chị? Mờ quá chị ơi đúng không ạ? Các chị đang xem livestream của em thì có thấy cái wifi của em bị mờ không ạ? Nếu bị mờ thì các chị bảo em để em chỉnh lại cái wifi của em các chị nhá. Chị Yến Ly xin chào, chị Kim Hiền bảo mờ quá, chị Nga Hoàng cảm ơn chị. Chị Hồng Vũ ạ, rồi chị Vi Trần Thị. Rồi các chị ơi, có những chị nào đang xem livestream của em thì chấm bài và chia sẻ các hội nhóm cho em đúng không ạ? Hơi mờ, mờ quá, sửa lại đi, mờ quá. Tân Đoàn, anh mờ mờ. Em cảm ơn chị Tân Đoàn này, bảo mờ quá. Rồi các chị ơi, những chị nào đang xem livestream của em thì chấm bài cho em và chia sẻ các hội nhóm cho em nhé. Đủ mốc 100 người xem đầu tiên thì em mới bắt đầu xả toàn bộ áo Gucci của bên em hôm nay với giá bán là 18k một chiếc áo Gucci các chị nhá. Hiện tại thì màu đang mặc của em, đang trên người của em là với đang mặc của em là màu cam đất các chị nhá. Màu cam đất. Còn đây là màu rêu rất là sang, đây là màu đen ạ. Áo cam đất rêu đen này, màu da cũng vô cùng sang luôn các chị nhá. Mờ quá chị ơi, hơi mờ, rất nhiều người đang bảo mờ đúng không ạ? Chị Bích Nguyệt cảm ơn chị. Các chị ơi, các chị thấy mạng wifi bị mờ thì các chị chuyển sang cái trang là rangmishop.com.vn cho em nhé. Rangmishop out ra và vào cái like của em là rangmishop.com.vn cho em đúng không ạ? Mờ đúng không ạ? Rất nhiều bảo mờ đúng không ạ? Các chị ơi, hơi mờ thì các chị có thể chuyển sang cái trang của shop em là rangmishop.com.vn cho em và trên Facebook đúng không ạ? rangmishop.com.vn, chị vào các chị vào trang đấy cho em nhé thì sẽ không bị mờ đúng không ạ? Rồi các chị ơi, hôm nay shop dáng mi của bên em thì bắt đầu và tiếp tục xả toàn bộ áo Gucci của bên em hôm nay với giá bán là 18k một chiếc áo Gucci đúng không ạ? Nên chị nào muốn mua sản phẩm này của bên em với giá bán 18k một chiếc áo này thì để lại cho em comment là 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em nhé. Hiện tại thì màu đang mặc của em trên người là màu cam đất nhá. Còn đây là màu rêu này, áo Gucci màu rêu, đây là màu đen và màu đang mặc trên người của em là màu cam đất đúng không ạ? Với giá bán của bên em là 18k một chiếc áo Gucci này đúng không ạ? Nên chị nào muốn mua thì để lại cho em nhá. 18k kèm màu các chị thích và kèm theo số điện thoại của mình cho em. Các chị ơi, áo Gucci bên em có rất nhiều màu luôn này, màu vàng, màu da, màu đỏ đô này. Màu đang mặc của em là màu cam đất, đây là màu đen và đây là màu rêu đúng không ạ? 18k chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân thôi đúng không ạ? Và 5 lần chiếc hỗ trợ nhóm cho em nhá. Chị Vinh Ngô Phạm lấy 3 chiếc cho em xin số điện thoại đúng không ạ? Với giá bán của bên em chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần chiếc hỗ trợ nhóm cho em đúng không ạ? Các chị ơi, có mờ không ạ? Nếu mờ các chị bảo em nhé để em, hoặc các chị có thể chuyển sang cái shop rangmishop.com.vn cho em nhé. Chuyển sang cái trang page của em thì nó sẽ không bị mờ đúng không ạ? Hoặc là các chị ao ra vào lại cái livestream này cho em, nó sẽ không bị mờ đúng không ạ? Chị ơi, chị Dương Cầm ơi, áo bên em có giá bán là 18k một chiếc áo Gucci chị nhá. Chị lấy thì cho em xin số điện thoại và nhớ chia sẻ cho em đúng không ạ? Chị Mi Bà ơi, áo bên em có giá bán là 18k một chiếc áo Gucci chị nhá. Áo bên em có đủ 6 màu này, màu cam đất, màu rêu, màu đen, màu vàng, màu da và màu đỏ đô, rất là sang luôn đúng không ạ? Hôm nay là cái mạng của em có hơi có vấn đề một chút thì các chị có thể ao ra vào lại cái livestream của em đúng không ạ? Áo bên em thì em chỉ còn size từ size S cho tới size XL, tức là từ 40 cân cho tới 68kg đổ lại. Bên em có đủ size của chiếc áo này thôi các chị nhá. Nên chị nào muốn mua sản phẩm này của em thì nhanh chóng comment cho em là 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình. Với giá bán 18k của bên em là chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân thôi ạ. Và 5 lần sẽ hỗ trợ nhóm cho em đúng không ạ? Các chị ơi, các chị muốn không cần comment của mình và được cho ăn hàng với giá bán 18k thì các chị chỉ việc comment và chia sẻ cho em để mình không cần comment và được cho ăn hàng với giá bán 18k nhanh chóng đúng không ạ? Chị Thảo Bông, 2 chiếc cam đất và xanh rêu size gì đấy ạ? Không có size. Áo bên em có giá bán là 18k chị nhá. Chị Thúy Nguyễn, ôi, chị Thúy Nguyễn lấy 4 chiếc, chị chia sẻ gấp 4 lần cho em nhá, chị Thúy Nguyễn nhá. Chị Cẩm Thi lấy 3-4 chiếc đúng không ạ? Chị nào mà muốn mua xỉ áo này thì các chị có thể inbox cho em bán xỉ nhá. Em bán cả xỉ luôn áo này đúng không ạ? Em bán xỉ áo này luôn các chị nhá. Và size của bên em từ 40 cân cho tới 68kg. Từ 40 tới 68kg em có đủ size của chiếc áo này bên em đúng không ạ? Tiếp tỉnh là 30.000 chị Thu Hồng nhá. Rồi nhanh chóng comment cho em 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em luôn đúng không ạ? Hiện tại đang mặc trên người của em là màu cam đất này, áo Gucci này, áo hàng hiệu đây, áo Gucci rất là đẹp luôn ạ. Màu cam đất, màu da, màu vàng, màu đỏ đô, đây là màu rêu, còn đây là màu đen các chị nhá, rất đẹp luôn đấy ạ.
Các chị ơi, các chị muốn không nhận comment của mình thì các chị hãy nhớ là quay ra chia sẻ để không nhận comment và được chốt hàng với giá bán 18k thật nhanh chóng đúng không ạ? 18k một chiếc áo chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ hỗ trợ nhóm đúng không ạ? Các chị ơi, các chị bên này đang xem livestream của em đấy, thì nếu mà thấy livestream của em hơi bị mờ thì các chị có thể chuyển sang cái shop giangmishop.com.vn cho em, chuyển sang trang này thì sẽ không bị mờ các chị nhá, hoặc là out ra và vào lại cái livestream này cho em đúng không ạ? Tại vì là cái wifi của bên em hôm nay hơi có vấn đề trục trặc một chút đấy ạ. Mãi mới kết nối được mạng vào mà vào phát trực tiếp được chị nhá. Chị Vinh Ngô Phạm lấy xe hết nha. Ok, cảm ơn chị đã chia sẻ cho em đủ 3 lần chưa ạ? Các chị ơi, em xin nhắc lại cho anh chị vào sau là áo Gucci của bên em hôm nay có giá bán là 18k một chiếc áo Gucci nhá. Đây là màu gel này, đây là màu gel, đây là màu đen. Đang mặc trên người của em là màu cam nhá, màu cam đất rất là sang luôn, và đang treo trên đây là màu vàng, màu da, màu đỏ đô rất là đẹp luôn đấy ạ. Chị Phạm Thúy Trần ơi, áo bên em là 18k chị nhá. Chị muốn lấy thì chị để lại cho em 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em luôn đúng không ạ? Chị ơi, bên em không có Shopee nhá. Các chị ơi, chị nào muốn mua xỉ áo này của em thì có thể inbox cho em để em bán giá xỉ đúng không ạ? Chị nào muốn mua chiếc áo này của em với giá xỉ, các chị có thể inbox cho em để em bán giá xỉ áo này nhá. Bên em chỉ có size từ 40 cân cho tới 68 kg, em có đủ size thôi ạ. Rồi các chị chuyển sang cái trang page của em là giangmishop.com.vn để không bị bị mờ các chị nhá. Đúng rồi ạ. Em cảm ơn chị Thúy Nguyễn nhá. Rồi còn chị nào muốn mua nữa không thì nhanh chóng chốt luôn cho em với giá bán 18k một chiếc áo Gucci đi ạ. Chị nào muốn mua xỉ của em có thể inbox cho em để em bán giá xỉ đúng không ạ? Chị Thái Long lấy một chiếc xe cho em xin số điện thoại chị nhá. Các chị ơi, chị nào muốn không nhận comment thì các chị hãy nhanh chóng chia sẻ để mình không bao giờ bị nhận comment và được chốt hàng với giá bán là 18k thật nhanh chóng đúng không ạ? Chị Dương Hạnh ơi, em thấy comment của chị rồi nhớ, hai chiếc màu xanh rêu và màu cam đất đúng không ạ? Size XL, ok, cảm ơn chị. Rồi nhanh chóng chốt luôn cho em với giá bán 18k, còn chị nào muốn mua nữa không thì nhanh chóng chốt luôn cho em đúng không ạ? Em xin nhắc lại là với giá bán sale của em là 18k, em chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân thôi các chị nhá. Và 5 lần sẽ hỗ trợ nhóm thôi ạ, thì mới được gọi là hợp lệ, chứ không thì em sẽ không thể bán giá 18k khi các chị không chia sẻ đúng không ạ? Lên điều kiện để mua hàng bên em với giá bán 18k thì là các chị chỉ việc comment và chia sẻ thôi đúng không ạ? Chị ơi, chị 50 cân chị Hải Yến mặc size M cho em chị nhá. Chị Lan Trinh em thấy comment của chị rồi ạ. Chị Hải Yến thấy comment của chị rồi nhá. Các chị ơi, để chắc chắn hơn một điều nữa thì các chị hãy kích theo dõi shop em, ấn theo dõi shop em để càng không dập ẩn comment, và đấy là điều chắc chắn các chị nhá, không bao giờ ẩn comment luôn đúng không ạ? Chị Quỳnh Như này, 18k một chiếc bem đang sale chị nhá. Chị Nguyễn Phương một chiếc size L rồi, chị đã chia sẻ cho em chưa ạ? Chị Thắm Lê thì em thấy comment của chị rồi đấy ạ. Các chị ơi, em sẽ xin nhắc lại cái giá bán của bên em cho những chị vào sau đúng không ạ? Áo Gucci của bên em hôm nay có giá bán là 18k một chiếc áo Gucci nhá. Hiện tại đang mặc trên người em là màu cam đất này, đây là màu rêu, còn đây là màu đen được chưa ạ? Đang treo trên đây của em là màu vàng, màu da, màu đỏ đô. Tổng cộng bên em có 6 màu và bên em có đủ size từ 40 cân cho tới 68 kg, là bên em có đủ size của chiếc áo này các chị nhá. Chị Ngọc Uyên ơi, chị muốn lấy ok chị rồi ạ. 18k màu đen, chị Bông em thấy comment của chị rồi ạ. Các chị ơi, các chị muốn không nhận comment của mình thì các chị hãy nhanh chóng chia sẻ để mình không bị ẩn comment nhá. Và được chốt đơn hàng với giá bán 18k áo Gucci của bên em đang sale, đang xả toàn bộ áo Gucci của bên em này với giá bán 18k đúng không ạ? Chị nào muốn không bị ẩn comment thì các chị hãy nhanh chóng comment và chia sẻ để mình không ẩn comment đúng không ạ? Còn chị nào mà không thích em thì các chị có thể đi ra ngoài và đứng xem livestream của bên em các chị nhá. 45 kg chị Trang bé mặc xe cho em chị nhá, cho em xin số điện thoại và chị nhớ là quay ra chia sẻ cho em đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ hỗ trợ nhóm cho em đúng không ạ? Đây là màu gel này, đây là màu đen 18k đúng không ạ? 18k chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ hỗ trợ nhóm cho em nhá. Các chị ơi, áo Gucci của bên em rất là đẹp luôn, áo Gucci của bên em rất là đẹp luôn đấy ạ, và có đủ size từ 40 cho tới 68 kg, là bên em có đủ size các chị nhá, áo Gucci rất là sang luôn. Và các chị ơi, mùa hè tới rồi thì không thể thiếu những cái chiếc áo như thế này khi mặc ra ngoài đường đúng không ạ? Rất là đẹp và rất là sang luôn đấy ạ. Chị Nạo Kiều này, đen cam rồi, chị lấy size gì đấy ạ? Chị Nguyễn Thơm 18k màu đỏ, chị cho em xin số điện thoại chị nhá. Chị các chị ơi, các chị muốn không nhận comment của mình thì các chị hãy nhớ là chia sẻ để mình không ẩn comment đúng không ạ? Em xin nhắc lại cho những chị vào sau là áo Gucci của bên em hôm nay có giá bán là 18k một chiếc áo Gucci đúng không ạ? 18k một chiếc áo Gucci nhá. Và mùa hè đến rồi thì không thể thiếu những cái chiếc áo này đúng không ạ? Áo Gucci rất là sang luôn.
Và đây là màu gel của em, và đây là màu đen đang mặc trên người em, là màu cam đắt nhá, từ 40 cân cho tới 68 kg. Em có đủ size của này đúng không ạ? Nên còn chị nào muốn mua sản phẩm này của em với giá bán là 18k thì nhanh chóng để lại cho em comment là 18k kèm màu các chị thích và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment luôn cho em đúng không ạ? Và các chị ơi, để mình không bị ẩn comment thì các chị hãy nhanh chóng lại chia sẻ cho em để mình không bị ẩn comment đúng không ạ? Và để chắc chắn hơn nữa thì các chị hãy ấn theo dõi giúp em là mình chắc chắn không bao giờ bị ẩn comment luôn, chắc chắn một điều như vậy đấy ạ. Chị Suimi ơi, chị mua 3 cái không được free ship nhá. 3 cái của em có giá bán là 3 cái của bên em có giá bán có giá ship là 40.000 chị nhá. Nếu mà chị mua 3 cái thì bên em đã sale lỗ vốn rồi đấy ạ. Chị Diệp Thanh ơi, chị cho em xin số điện thoại chị Diệp Thanh nhá. Và chị Nguyễn Anh Thư để cho em xin số điện thoại. Em xin nhắc lại là áo Gucci của bên em hôm nay có giá bán là 18k. Một chiếc áo Gucci này màu gel rất là sang luôn các chị ạ. Còn đang mặc trên người của em đây là màu cam đất này. Màu cam đất rất là sang luôn. Màu cam đất này màu gel. Đây màu đen nhá, màu đen. Chị Rồng Biển ơi, chị 53kg thì chị mặc size M cho em chị nhá. Các chị ơi, nếu mà bên này bị mờ thì các chị có thể chuyển sang cái trang dangmishop.com.vn cho em để mình không nhận mà không bị mờ đúng không ạ? Chị Nguyễn Thường ơi, em thấy comment của chị rồi nhá. Rồi còn chị nào ở đây muốn mua sở hữu chiếc áo Gucci của bên em với giá bán là 18k nữa không thì nhanh chóng chốt luôn cho em 18k đúng không chị? 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment luôn cho em nhá. Và các chị ơi, em chỉ bán giá 18k áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân thôi ạ. Và 5 lần sẽ có hỗ trợ nhóm cho em đúng không ạ? Màu da màu vàng này, màu đỏ đô này, màu sạch, màu rêu, màu cam đất và màu đen rất là sang luôn ạ. Chị Kim Tuyến muốn lấy một chiếc màu cam đất đúng không ạ? Chị cho em xin số điện thoại luôn chị nhá. Chị Thu Trang ơi, bây giờ em thấy comment của chị đấy ạ. Các chị ơi, mình muốn không bị ẩn comment thì các chị hãy nhớ chia sẻ để mình không ẩn comment đúng không ạ? 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình cho em nhé. Em xin nhắc lại cho anh chị vào sau là 18k kèm màu kèm số điện thoại cho em luôn đi ạ. Chị ơi, 70kg em không có size, chị voi con nhá. Các chị ơi, nhanh chóng chốt luôn cho em là 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình cho em luôn đúng không ạ? Chị Trang bé thấy comment của chị rồi đấy ạ. K một chiếc áo đúng rồi chị ạ, 18k chị ạ. Em xin nhắc lại cho anh chị vào sau là 18k một chiếc áo Gucci của bên em, bên áo Gucci nhá. Áo Gucci của bên em hôm nay có giá bán là 18k một chiếc áo này. Và với giá bán 18k của bên em là chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ hỗ trợ nhóm cho em đúng không ạ? Từ 40 cân cho tới 68kg em có đủ size nhá. Chị Nguyễn Thị Tuyết Trinh nhá, chị lấy thì cho em xin số điện thoại này. Chị Thành Trang thấy comment của chị rồi đấy ạ. Nhanh chóng chốt cho em với giá bán 18k thôi chị nhá. 18k một chiếc áo Gucci rất là sang, rất là đẹp luôn đấy ạ. Chị nào mà chưa chia sẻ, các chị hãy nhanh chóng quay ra chia sẻ luôn cho em đúng không ạ? Chị con Út Họ Hoàng, em thấy comment của chị rồi. Chị ơi, 50kg mặc size M cho em chị nhá. Các chị ơi, em sẽ chốt cái giá bán 18k này trong khoảng 3 phút nữa thôi là em sẽ 2 phút nữa thôi là em sẽ kết thúc cái giá bán 18k nhá. Nên chị nào mà còn chưa chia sẻ, các chị hãy nhanh chóng chia sẻ luôn cho em đúng không ạ? Em sẽ dùng một chiếc đồng hồ để em bấm giờ nhá. Em sẽ dùng một chiếc đồng hồ để em bấm giờ đúng không ạ? Em sẽ chốt cái giá bán 18k trong khoảng 2 phút nữa thôi là em sẽ kết thúc cái giá bán 18k đúng không ạ? Nên còn chị nào mà chưa chia sẻ, các chị hãy nhanh chóng quay ra chia sẻ luôn để em bắt đầu chốt với giá bán 18k đúng không ạ? Áo Gucci của bên em hôm nay có rất nhiều màu, có đủ 6 màu luôn các chị nhá. Chỉ còn hơn 1 phút nữa thôi là em sẽ chốt cái hết cái giá bán 18k lên. Còn chị nào mà chưa chia sẻ, các chị hãy nhanh chóng nào quay ra chia sẻ luôn cho em đúng không ạ? Vâng, chỉ còn hơn 1 phút nữa thôi các chị nhá. 70kg thì bên em không có size chị nhá. Bên em chỉ có size từ 40 cân cho tới 68kg thôi chị ạ. Chị Út Hà cảm ơn chị nhá. Chất vải của nó chất vải rất là đẹp, chất vải cốt tông rất là mát luôn các chị, nhìn chất vải đẹp chưa ạ?
Rồi các chị ơi, em chỉ còn 1 phút nữa thôi là em sẽ kết thúc cái giá bán 18k rồi đúng không ạ? Nên chị nào muốn chị nào muốn sở hữu chiếc áo này của em thì nhanh chóng để lại cho em comment 18k kèm màu kèm số điện thoại cho em luôn đúng không ạ? Và các chị ơi, mình muốn không bị ẩn comment thì các chị hãy nhanh chóng là quay ra chia sẻ để mình không bao giờ bị ẩn comment đúng không ạ? Và bắt đầu chốt với giá bán 18k chị nhá. Chỉ còn 40 giây, 50 giây thôi là em sẽ kết thúc cái giá bán 18k rồi. Nên còn chị nào mà chưa chia sẻ, các chị hãy nhanh chóng quay ra chia sẻ luôn cho em đúng không ạ? Bên em có phần mềm check chia sẻ nhá. Nên chị nào mà chưa chia sẻ thì sẽ không được chốt với giá bán 18k của bên em các chị nhá. Size của nó từ 40 cân cho tới 68kg. Từ 40 tới 68kg em có đủ size được chưa ạ? Trường hợp mà các chị trúng của bên em ấy, trúng số bên em ấy mà các chị chưa chia sẻ thì cái kết quả đó em sẽ không công nhận đúng không ạ? Chị Thúy Nguyễn Anh 18k một chiếc chị nhá. Trang chủ của em đang ghi cái số điện thoại là 0912 này 991648 đúng không ạ? Sau đây thì em sẽ quay số trúng thưởng các chị nhá. Em sẽ dùng một cái chiếc em sẽ dùng cái này để em quay số trúng thưởng này. Chị nào ở đây mà có đuôi số điện thoại trùng với những cái số em quay sau tiếp theo sau đây thì chị đó sẽ là người may mắn mua được áo của bên em với giá bán 18k các chị nhá. Em sẽ dùng một cái quay số trúng thưởng vòng quay may mắn của bên em này. Chị nào hôm nay có đuôi số điện thoại trùng với số điện thoại của bên em hôm quay hôm nay thì chị đó sẽ là người may mắn mua được áo của bên em với giá bán 18k đúng không ạ? Rồi em sẽ quay số đầu tiên nhá. Nên chị nào chưa chia sẻ các chị hãy nhớ ngay quay ra chia sẻ luôn cho em này. Và khi bên em gọi điện cho ngân hàng nhá, bên em chắc chia sẻ và các chị không chia sẻ thì bên em sẽ không thể công nhận cái kết quả đó đâu các chị nhá. Rồi ạ, con số may mắn đầu tiên của bên hôm nay sẽ là con số 33 đúng không ạ? Con số 33 này, con số may mắn tiếp theo hôm nay của bên em sẽ là con số 30 này. Con số 30. Rồi ạ, số tiếp theo bên hôm nay sẽ là con số nào đi ạ? Rồi con số 05 này. 053033 đúng không ạ? 053033 tiếp theo số tiếp theo ạ. Rồi con số may mắn tiếp theo hôm nay của bên em sẽ là con số 32 được chưa ạ? 32 này. Rồi ạ. Chị nào ở đây có đuôi số điện thoại là 053033 và 32 đúng không ạ? Thì nhanh chóng gọi điện về cái số điện thoại mà em đang ghi trên màn hình nhá. Là 0912991648 để nhận phần quà bên em là một chiếc áo Gucci với giá bán là 18k đúng không ạ? Ghim lại cái. Rồi con số may mắn tiếp theo của em hôm nay sẽ là con số 37 các chị nhá. Con số 37 này. Tiếp theo một số tiếp theo nữa. Rồi con số may mắn tiếp theo hôm nay sẽ là con số 16 nhá. Tổng là 6 số đúng không ạ? Chị nào có đuôi số điện thoại là 16373205 30 và 33 thì nhanh chóng gọi điện về số điện thoại của bên em nhé. Để bên em trao phần thưởng là một chiếc áo Gucci trị giá 18.000 đúng không ạ? Chị nào ở đây có đuôi số điện thoại là 05 này, 053033 không ạ? 053033 3237 nhé và 16 được không ạ? Chị nào có đuôi số điện thoại như vậy thì gọi điện về số điện thoại của bên em đúng không ạ? Em xin đọc lại số này, 16 này, 053237 30 và 33 các chị nhá. Chị nào có đuôi số điện thoại như vậy thì nhanh chóng gọi điện về số điện thoại của bên em nhá. Để bên em trao phần thưởng là một chiếc áo Gucci đúng không ạ? Trị giá là 18.000 đúng không ạ? Alo. Dạ alo. Facebook của chị là gì? Là Linh Nguyễn chị ạ. Chị Linh Nguyễn ạ. À rồi ok chị. Rồi em cảm ơn chị nhá. Chúc mừng chị là người may mắn mua được áo bên em với giá bán 18k chị nhá. Vâng em hỏi chị ạ. Vâng em cảm ơn chị. Vâng ạ. Thế là số 30 của em đi qua rồi, hiện tại em còn số 33053237 và 16 nhá. Là chưa có ai gọi. Số 10 là số 05 đã có người gọi luôn, em gọi em nghe luôn này. Alo ạ. Em gọi để shop Giang Ly ạ. Đúng rồi chị ơi, Facebook của chị là gì? Dạ. Facebook của chị là gì ạ? Hương Trìu ạ. Hương Trìu đúng không ạ? Vâng, em xin chúc mừng chị nhá. Chị nhớ chia sẻ cho em để em check chia sẻ của chị nhá. Hương Trìu. Rồi cảm ơn. Rồi ok, cảm ơn chị. Vâng ạ. Các chị ơi, số 05 và số 30 đã có người gọi rồi nhá. Hiện tại là em chỉ còn số 33053237 thôi nhá. Và 16 nữa được không ạ? Em sẽ để điện thoại ở đây nhá. Chị nào 32 có người gọi luôn rồi ạ. Alo ạ. Alo, Facebook của chị là gì? Dạ,
Là gì cơ ạ? Calilet Nguyễn đó chị. Bảo ok chị, thế chúc mừng chị là người may mắn tiếp theo mua áo bên em, vừa giá bán 18.000 chị nhá. Cảm ơn chị. Vâng vâng, cảm ơn chị. Vâng. Ok chị, rồi 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 ạ. Còn số bao nhiêu nữa? Còn số 33 37 16. 33 37 16 đúng không ạ? Alo ạ? Chứ em cái này, chứ xe em bay đồ, em có nợ không chi, em mất đủ có bài rồi. Facebook của chị là tên là gì ạ? Cơm thơm chị ạ? Cơm thơm á chị? Thơm cơm gì? Cái gì cơ? Thơm cơm chị ạ? Thơm cơm đúng không ạ? Dạ. Rồi ok, chúc mừng chị nha, là người may mắn tiếp theo mua áo bên em, vừa giờ bán 18k nhá. Dạ, dạ. Rồi ok, cảm ơn chị. Rồi các chị ơi, em vừa mới công bố kết quả thôi mà các chị đã tụt view rồi đúng không ạ? Các chị ơi, bây giờ thì em sẽ xin phép quay ra bán hàng luôn nha. Những chị nào mà may mắn đã mua được áo bên em với giá bán 18k thì các chị hãy nhanh chóng và bổ sung địa chỉ cho bên em nhé. Để ngày mai bên em sẽ chốt đơn hàng 18k cho các chị được không ạ? Chị Đậu Nguyên ơi, các chị gọi điện trước chị nhé. Rồi, bây giờ thì em sẽ xin phép quay trở về với cái giá gốc của chiếc áo này nhá. Cái mã này của bên em có mã là H6 với giá bán là 160.000 một áo nhá. Nên chị nào muốn mua sản phẩm này, áo Gucci của bên em là 160.000, có thể comment cho em là H6 này, kèm màu và kèm theo số điện thoại cho em đúng không ạ? H6 chị nhá, H6 ạ. Chị Hoa Tường Vi, H6 chị nhá. H6 bên em có giá bán là 160.000 một áo thôi được không ạ? 160.000 một áo. Nên chị nào muốn mua chiếc áo này của em thì có thể comment cho em là H6 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình cho em nhé. Các chị ơi, nếu mà thấy wifi bị mờ thì các chị có thể out ra và vào lại cái livestream này cho em đúng không ạ? Tại vì cái mạng hôm nay của bên em cũng chập chờn một chút đấy ạ. Chị Phan Tâm ơi, hôm nay mình không may mắn thì đợi những livestream sau bên em chị nhá. Em xin nhắc lại cái mã H6 của bên em đúng không ạ? H6 của bên em có giá bán là 160.000 này. Chị nào mà muốn sở hữu chiếc áo H6 của bên em, áo Gucci của bên em thì có thể comment cho em là H6 kèm màu kèm số điện thoại cho em luôn đúng không ạ? H6 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình cho em nhá. H6 ạ. Và H6 của anh em thì có đủ là tổng 6 màu này, màu vàng, màu da, đỏ đô này, màu rêu và màu đen, rất là sang luôn. Với giá bán của anh em là 160.000 các chị nhá. Mạng lát quá đúng không chị? Chị ơi 160.000 chị Mỹ Lê nhá, 160.000 đúng không ạ? Những chị mà hôm nay mà không may mắn mua áo bên em với giá bán 18k thì các chị để lại những cái like chị ở những livestream sau bên em đúng không ạ? Mờ quá đúng không ạ? Chị Thành Trang hôm nay mình không may mắn thì chị đợi những cái livestream sau bên em nhá. Các chị có thể out ra và vào lại cái livestream này cho em đúng không ạ? Out ra vào lại cái livestream này cho em nhá, hoặc là vào cái trang page là rangmishop.com.vn cho em là sẽ không bị mờ đúng không ạ? Chị Thoa Lê thì hôm nay mình đừng buồn đúng không ạ? Em xin nhắc lại cái mã H6 của em hôm nay là có giá bán là 160.000 một áo nhá, 160 một áo đúng không ạ? Và đây là màu rêu này, màu đang mặc của em trên người em là màu cam đất nhá, còn đây là màu đen đúng không ạ? Màu đen này, cam đất, màu rêu này, 160.000 đúng không ạ? Chị Trang bé này, hôm nay mình không may mắn thì chị cũng đừng buồn đúng không ạ? Rồi ok, chị Phương Dung Bùi Thị này, số điện thoại của chị 33 thì chị gọi điện cho em luôn nhá. Áo này thì không có nam đâu chị ạ, 53kg mặc size M thôi chị nhớ, 53kg mặc size M thôi ạ. Em xin nhắc lại là chiếc áo H6 của bên em có giá bán là 160.000 đúng không ạ? 160.000 nhá. Chị nào mà mua sản phẩm này của bên em có thể comment cho em là H6 này kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình cho em được không ạ? Ok, chị Xuân Bùi nhá, H6 màu rêu đúng không ạ? H6 của bên em có giá bán là 160.000 một áo nhá. Và size của bên em là từ 40 cân cho tới 68kg, bên em có đủ size đúng không ạ? Các chị ơi vui lòng, các chị đừng comment 18k nữa đúng không ạ? Chị Nguyên Tâm mặc size cho em, chị em mặc size cho em cho xinh đúng không ạ? Em xin nhắc lại cho những chị vào sau là để lại cho em là H6 kèm màu và kèm theo số thận mình cho em nhá. H6 của anh em có giá bán là 160.000 đúng không ạ? Mã V9 đúng không ạ?
V9 của em thì chị có thể inbox lại cho bé em kiểm tra đơn hàng của mình đúng không ạ? Do đơn hàng của em một ngày rất nhiều đơn hàng ấy ạ. À, chị Thiện Như lại 48kg mặc size M cho em chị nhá. Chị Khánh Hằng em thấy comment của chị rồi đấy ạ. Chị nào muốn mua thì comment cho em là H6 kèm màu kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? À, đúng rồi, mạng wifi của em hôm nay có bị mờ một chút đúng không ạ? Tại vì là lúc đầu là bọn em live stream chuyển phát trực tiếp thì nó cũng hơi bị mờ và gặp vấn đề trục trặc một chút đúng không ạ? Chị Hiền Nguyên á, chị có thể gọi lại cho em, có thể là do mạng lag chị nhá. Chị bà cụ non rêu cam đất đúng không ạ? 45-48kg mặc size M cho em chị nhá. Chị Trần Hằng H6 cam đất rồi, ok chị. Còn chị nào muốn để lại cho em, muốn mua H6 thì để lại cho em H6 kèm màu kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Chị Thị Hương 56kg chị mặc size L cho em chị nhá. H6 của bên em hiện tại đang trên cửa hàng của em đang bán là 220 nhá, nhưng trong livestream giảm từ 220 xuống còn 160.000 đúng không ạ? 60kg mặc size XL cho em nhá. Chị Hòa Hòa không thích đi ra ngoài đúng không chị? Chị Thùy Nguyễn cũng thế luôn nhá. Và đừng vào đây comment linh tinh đúng không ạ? Em sẽ bật lốc hết nhá. Chị nào không may mắn mua áo bên em hôm nay với giá bán là 18k, chị có đừng vội buồn đúng không ạ? Vì là may mắn hôm nay đã không mỉm cười mình thì các chị đợi những cái livestream sau của bên em đúng không ạ? Rồi chị Phạm Hậu H6 màu đen này. Chị Lệ Hằng này, chị Phạm Trang H6 cam đất rồi ạ, chị Khánh Hưng. Chị Khánh Hưng có thể gọi lại cho em để em kiểm tra đúng không ạ? Có thể là quặng cái wifi, cái mạng của em bị lag nhá chị nhá. Chị Phương Nguyên ơi, bao nhiêu một áo đúng không ạ? Một áo của bên em có giá bán là 160 chị nhá, 160 ạ. Mua 2 chiếc của bên em thì ship của nó là 30.000 chị nhá. Ok, chị Bà Cụ Non gieo cam đất H6 tiếp theo ạ. Chị Phạm Mậu ơi, H6 này màu đen kèm theo số điện thoại cho em đúng không ạ? Chị Hương Lê 53kg mặc size M cho em, mặc size M cho đẹp thì nhớ chị Tâm Đoan size M cho em đúng không ạ? Rồi các chị ơi, nhanh chóng chốt luôn cho em với giá bán là 160.000 đúng không ạ? H6 của bên em hôm nay có giá bán là 160.000 nhá. Đã rất là rẻ rồi đấy ạ. Rồi chị Thủy Tuyết, chị Hiền Nguyễn, những chị nào mà hôm nay không may mắn mua được áo bên em với giá bán 18k thì các chị để lại những cái livestream sau, biết đâu mình sẽ là người may mắn tiếp theo mua hàng bên em với giá bán 18k đúng không ạ? Em thấy comment của chị Phương Dung Bùi Thị rồi nhá. Ok, chị Phúc Lợi, chị gì đấy ạ? Chị Đoan Bay này, 4XL bên không có sai nhá, chị Sông Lục Hải Yến nhá. Chị Châu Nhật Anh ơi, chị gọi điện là số 30 gọi điện trước chị rồi chị nhá. 53kg mặc size M là chị Hương Lê, 53kg mặc size M thôi ạ. Cái lỗi bên này mạng yếu thế này. Này mạng yếu này. Còn chị nào muốn chốt hay không thì chốt luôn cho em với giá bán là 160.000 đúng không ạ? Chị Hệ Thống Messenger 160 chị nhá. Chị Phạm Trang có thể comment lại cho em là H6 kèm màu kèm số điện thoại như các chị đang comment đúng không ạ? Cái wifi của bé hôm nay thì nó hơi bị chập chờn một chút thì các chị ao ra vào lại cái livestream này cho em nhá. Chị Kiều Hiền Nguyễn, chị Đoan My Lê, ok chị cam đất này, cam đất đúng không ạ? Rồi mặc màu của em đang mặc trên người em là màu cam đất này. Còn đây là màu gel, đây là màu đen đúng không ạ? Bên em có đủ 6 màu này, màu vàng, màu da, màu đỏ đô này, màu gel, màu đen, màu cam đất rất là sang luôn các chị nhá. Chị ơi, các chị muốn không ẩn comment của mình thì các chị hãy nhớ là chia sẻ là mình không ẩn comment đúng không? Ok, chị Hương Lê, chị Hiền Nguyễn này. Hiện tại cái áo Gucci của bên em hôm nay là đang sale từ 230.000 giảm xuống còn 160.000 một áo các chị nhá. Cái màu gel này thì vô cùng sang và vô cùng đẹp luôn. Còn chị nào mà yêu thích cái màu, cái gam màu nhẹ nhàng thì các chị có thể chuyển sang màu da cho em chị nhá. 68kg thì chị Kim Anh Nguyễn mặc size 2XL cho em đúng không ạ? Chị Hồng Lê này, áo mặc là 160.000 chị ạ. Chị Tina Lê, hôm nay mình không may mắn thì chị đợi những cái livestream sau của bên em đúng không ạ? Biết đâu chị cũng sẽ là người may mắn mua áo bên em với giá bán 18k chị nhá. Chị Mai 70kg thì mặc size 2XL cho em chị nhá. Ok, chị Nguyên Tâm. Rồi còn chị nào muốn chốt thì mã H6 thì chốt luôn cho em mã H6 để em kết thúc của livestream đúng không ạ? Chị Loan Hồng ơi, chị gọi lại cho em số 37 đúng không chị? Ship của em là từ 25-30.000 thôi chị nhá. Đây áo của em, cái dáng áo sẽ như thế này. Các chị chỉ việc comment cho em là H6 kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Bên em sẽ có bộ phận telesale và gọi điện cho chốt hàng cho các chị nhá. Ok, chị Lê Hằng lấy cả giấy khen cam đất, chị Bình Vui này. Rồi các chị cứ để lại cho em là H6 kèm màu kèm số điện thoại như các chị đang để đúng không ạ?
ok, chị Diễm Mỹ Lê này. H6 kèm màu và kèm theo số điện thoại cho anh em ạ. Màu đang mặc của em đang là màu cam đất nhá, còn đây là màu rêu, còn đây là màu đen ạ. Chị ơi 30.000 nhá, chị An Thúy Dương nhá, 160.000 nhá, chị Thanh Kim nhá. H6 của em có giá bán 160 đúng không ạ? Chị Thảo Nguyên Linh Chi ơi, chị đang chị gọi số nào ạ chị? Chị Nguyễn Mai này, hai cái màu xanh màu đen, 3XL bên không có size chị nhá. 2XL thì bên có, còn 3XL bên sẽ không có ạ. Chị gọi lại cho em thì nhá. Máy vẫn đang để đây. Có tính 160.000 chị nhá, 160 ạ. Còn chị làm một chốt cái mã H6 thì chốt luôn cho em để kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Cứ H6 kèm màu kèm số điện thoại cho em thì bên em sẽ có bộ phận tele sale và gọi điện cho các chị đúng không ạ? Chân váy của em là 170.000 nhá, chân váy 2 tầng và có kèm quần bên trong ạ. Chân váy là có size từ 40 cân cho tới 75 kg chị nhá. Chị Nhàn Lê rồi ạ, chị Mỹ Lê rồi ạ. Còn chị nào muốn chốt cái mã H6 thì chốt luôn cho em để kết thúc cái livestream này nhá. 0912, sao khách hỏi là 0912 chị không gọi được. Chị Loan đâu ơi, chị đặt cả set V9 mà không thấy chốt vậy đúng không ạ? Hay chưa đơn hàng. Chị Loan đâu có thấy inbox lại cho em để kiểm tra đơn hàng của mình đúng không ạ? Chị Thanh Kim 70kg thì chị mặc size 2XL cho em nhá. Chị Lệ Hằng 55kg mặc size L cho em ạ. Chị ơi, áo Gucci của bên em có giá bán 160 và bên em có đủ size từ 40 cho tới 68kg nhá. Chị nào 70kg thì vẫn mặc ok nhá. Hiện tại thì em cao 1m6 và em nặng 47kg và hiện tại đang mặc trên người em là cả size S được không ạ? Bấm số may mắn nhá chị nhá. Màu trên, màu thứ hai là màu da nhá chị Xuân Phan nhá, chị Nguyễn Mai rồi ạ. Chị Loan cũng chuyển lời. Thế đây mai em kiểm tra hàng của mình đúng không ạ? Kết nối này mặc yếu này, mặc yếu cái mặc yếu này. Còn chị nào muốn chốt cái mã H6 thì chốt luôn cho em đúng không ạ? Chị Trần Thúy có thể comment lại cho em là H6 và kèm theo số điện thoại của mình chân cùng dòng comment cho em luôn đúng không ạ? Chị Trần Thu Hoàng ơi, chị có được người là người may mắn của bên em không chị Trần Thu Hoàng? Bốn sáu không đúng các chị nhá, 46 không đúng đúng không ạ? Còn 16 thôi. Số 16 các chị em chỉ còn số 16 thôi ạ. 16 đâu. Đây. Máy em vẫn đang để đây, số 16 có người gọi luôn này. Alo. Alo. Facebook của chị là gì ạ? Vâng ạ. Facebook của chị là Thảo Nguyên Linh Chi. Thảo Nguyên Linh Chi ạ. Đấy, có phải là do mạng không ạ? Có phải là em tắt máy đâu đúng không ạ? Thế sao chị lại nói em thế? Rồi em xin chúc mừng chị nhá, chị chia sẻ cho em. Thế gọi cô thuê bao em ạ. Thuê bao thì là do trong phòng nó bị ấy đấy ạ, bị ấy. Bây giờ mới gọi được. Và em xin chúc mừng chị nhá, chị là Nguyễn Linh Chi đúng không? Thảo Nguyễn Linh Chi. Thảo Nguyễn Linh Chi rồi, em xin chúc mừng chị lấy màu gì thì chị inbox cho em nhá, 18.000 đúng không ạ? Vâng. Rồi ok, em cảm ơn chị, em chào chị. Vâng ạ. Inbox địa chỉ luôn ạ. Đúng rồi ạ. Ừ. Em chào chị, vâng ạ. Vâng ạ. Đây đây. Chị Yến Tuấn ơi, áo Gucci của bên em có giá bán là 160.000 đấy chị nhá. Chân váy của em có giá bán 160 nhá chị Lệ Hằng nhá. Còn chị nào muốn chốt cái mã H6 hay không thì chốt luôn cho em mã H6 với giá bán 160 để em kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Thế chị Trần Thu Hằng có thể inbox lại cho bên em để em kiểm tra đơn hàng của mình chị nhá. Có thể đơn hàng bên em coi em nhiều quá em không thể check kịp comment được đúng không ạ? Inbox cho em để em kiểm tra đơn hàng của mình nhá. Còn chị nào muốn chốt cái mã H6 được không thì chốt luôn cho em đúng không ạ? Một cái chị Hương Chiều nhá, hình như là chị Hương Chiều may mắn đúng không ạ? Chị làm mà chưa kịp comment thì có thể chụp lại màn hình và gửi qua inbox Messenger của bên em đúng không ạ?
Còn bây giờ thì em sẽ xin phép là kết thúc cái live stream này nhá. Chị là đặt hàng H6 của em thì comment H6 kèm màu kèm dưới thoại và gửi qua inbox Messenger của anh em đúng không ạ? Vì cái thời gian em live stream cũng khá lâu rồi, bây giờ cũng khá muộn rồi thì em xin phép kết thúc cái live stream này nhá. H6 chị Mimi 160 nhá, chân váy 170 đúng không ạ? Em cảm ơn chị Hương Chiều nhá, hôm nay mình rất may mắn đúng không ạ? Chị Phương Nga Lê này, H6 cam đất màu xanh size M cho em xin số điện thoại đúng không ạ? Chị Đăng Nghĩa cảm ơn chị. Chị Thu Trang không thích có thể đi ra ngoài đúng không ạ? Sao cái này nó bị cứ đứng đấy nhìn xem, đứng nhìn nó không tăng nó không giảm, bây giờ do mạng đúng không? Ok chị Thu Hằng nhá, chị Thu Hằng có thể inbox cho em để em kiểm tra đơn hàng của mình nhé chị nhá. Có thể là do đơn hàng bên em nhiều quá chị nhá. 56kg chị mặc size L cho em đúng không ạ? Chị Phương Dung Mùi Thị, chị mặc size số nào, chị gọi số nào ạ? Chị Lê Hằng này, chân váy thì cho em xin số điện thoại nhá. Chân váy của em là 170 và có quần bên trong nhá. Rồi còn chị nào mà chưa kịp comment thì có thể chụp lại màn hình và gửi qua inbox Messenger của cho em đúng không ạ?